hơi fail các bạn. Nhưng mà quay trở lại với video chúng ta đi. Aco có thể nói là một trong những hãng mình có thể đem ra so sánh với lại ông Xiaomi ở bên thế giới smartphone. Lý do là vì ông đẻ nhiều quá các bạn. Hồi nãy mình mới quay video review cho các bạn về hai bàn phím dùng để chơi xuân của Aco. Ở đây chúng ta có thêm một cái con 3087 phiên bản DS V2. Đấy, mà chúng ta sẽ cùng xem qua là cái phiên bản này nó có gì đặc biệt. À quên, đọc thiếu tên của nó luôn nha. Nó phải là Aco Double Shot Series Ocean Star. Đấy, nó mới là đúng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sau video để tìm hiểu về Aco 3087 V2 phiên bản Ocean Star có gì đặc biệt hay không nha. Anh bóc luôn nè. Anh bóc bạn. Mình biết ở trong hộp của mấy con này thì cũng chả có gì khác biệt lắm ngoài là... Wow, keycap này các bạn, keycap họ tặng rất là đẹp ha. Đó, giống với lại cái tên DS. À, các bạn nào đọc cái tên là DS Ocean Star thì có lẽ là các bạn đang nhầm với lại Double Space của mấy ông Leopold, đúng không? Phải đâu, DS có nghĩa là Double Shot đó các bạn. Thể hiện cho cái việc là con bàn phím này sẽ sử dụng cái keycap được làm với chất liệu là PBT Double Shot. Thì đây, ở ngay bên trong hộp các bạn sẽ được tặng sẵn luôn một cái bộ keycap thay thế được làm với cái công nghệ là PBT Double Shot. Đấy, rất là đẹp ha. Đó, mình bỏ hết trở lại trong đây. Rồi, để nó sang một bên. Có một cái keyboarder này các bạn. Đó, không có receiver ha. Đây chắc chắn sẽ là một con bàn phím mà sử dụng dây thôi, chứ không có xài kết nối không dây. Rồi, phụ kiện khác coi. Đây, mình có hai cái hộp. À, cái hộp này thì mình nghĩ là cái hộp đựng keycap này các bạn. Rồi, anh em lấy ra đây nè. Đó, chống không, chả có gì hết. Rồi, bên trong đây chắc là cái sợi dây của nó, xua kèo luôn. Cá gì cũng cá. 10 tí, đúng rồi. Ha, đó, sợi dây đồng màu luôn. Rất là đẹp ha. Dĩ nhiên rồi, đây là sợi dây USB-A. Đó, đây có cái đầu khắc ha, rất là Aco. Cũng như là hình như cái đầu USB này được mạ vàng các bạn. Được phết nha, cục chống nhiễu luôn nè, dày dặn chắc chắn. 1.3 triệu mà như thế này mình nhìn vô cái phần phụ kiện là mình khá là ưng rồi các bạn. Rồi, nhân vật chính. Đẹp nha, đẹp nha. Rồi, để qua đây. Và các bạn sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng đến từ Aco luôn. Đó, và cái sách hướng dẫn sử dụng này dùng chung cho 3108 và 3087 được luôn. Đấy, bàn phím cover đó. Và đó là tất cả những phụ kiện bên trong cái hộp của bàn phím này. Bây giờ mình sẽ dẹp qua một bên để quay trở lại với nhân vật chính chúng ta, 3087 DS Ocean Star. Ok, thì cái gì trước không phải trước các bạn, ngoại hình trước đi ha. Ngoài cái việc mà màu sắc của con này nó rất là đẹp, rất là bắt mắt và cũng như là rất phù hợp với những bạn mang mệnh là thủy giống như mình, thì nó còn cái gì là gọi là điểm nhấn hay không? Dĩ nhiên là Aco mà các bạn, trong tầm giá khoảng 1.3 triệu thì con nào nó cũng xem như con nào thôi. Giống như phiên bản cũ của nó là con 3087 Ocean Star ha, con này là V2 Ocean Star, thì mình thấy là cái phần màu sắc của con này nó đậm hơn so với con đời cũ. Thứ hai là cái phần, nói chung là cái phần ở bên trong á, cái in-house á. Đây nè, mình gõ cho các bạn nghe nha. Nó hơi rỗng các bạn. Và nếu mà bạn phải so với lại cái phiên bản cũ thì mình thấy con này nó cảm giác gõ nó rỗng hơn. Không biết là do mình tập tạ, mình mạnh hơn, mình gõ cái con này mạnh hơn, mình nghe nó rỗng hơn hay sao. Thì bạn nào mà đã trải nghiệm qua cả hai con rồi thì bạn có thể để lại comment phía bên dưới chúng ta bàn luận về cái vấn đề này ha. Rồi, và những phần khác, đi về cái phần mặt lưng thì các bạn rõ ràng có thể thấy là Aco vẫn duy trì chúng ta cái phần rãnh để đi dây. Đấy, các bạn sẽ có cái stand hai nấc. Đó, rất là ổn áp ha. Tuy nhiên là mình thấy là cái phần fit cao su á nó hơi mỏng, cho nên là mình nghĩ nha, là nếu như các bạn sử dụng trên những mặt phẳng giống như mình nè, đây cái phần mặt mà trơn trơn mà dán đề can nhám nhám này, không dễ trượt lắm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi nói về cái phần cảm giác và trải nghiệm sử dụng của mình trên con bàn phím này. Ở trên con bàn phím này nó có một cái nâng cấp khá là nhãn tiền so với phiên bản bàn phím cũ, tức là cái phiên bản bàn phím 3087 V1 ha, Ocean Star của nó, chính là cái phần switch. Thì switch của con cũ sẽ sử dụng là Aco V1 các bạn, còn trên đây các bạn sẽ được nâng cấp là Aco V2. Đấy, thì đối với bản thân mình nha, thì Aco V1 đã đủ tốt rồi. Nhưng mà một số anh em ở trên văn phòng có nói là cái con switch V2 của Aco trên đây nó sẽ cho lại cảm giác gõ nó đục hơn, và khiến cho anh em có cái tiếng nghe nó nịnh tai hơn sau khi mà anh em có lót lại phone cũng như là lúp lại. Thế nhưng mình thấy thì cái này là đủ rồi các bạn ha. Rồi, về cái phần LED RGB thì con này sẽ không được trang bị LED RGB, nó chỉ được trang bị không LED. Thì đối với là một người khá là quan trọng về LED vào ban đêm giống như mình thì mình cần những con có LED để mà sử dụng được vào ban đêm. Còn đối với những bạn nào mà không quá quan trọng, hoặc là bạn có những cái đèn bàn mà hắt xuống mà sử dụng cho bàn phím á, thì chả có vấn đề gì đúng không các bạn. Rồi, có một cái mà mình cảm thấy khá là ưng về cái phần tối ưu, cái phần xanh thanh stab của con này, đó là cái phần space bar này. Mặc dù là họ chưa có lúp sẵn ha, nhưng mà nó rất là cân bằng các bạn. Đây,
Đó, nghe tiếng nó đều các bạn, và nó không hề sọc sạch nha. Tuy nhiên á, là những cái phím khác ha, ví dụ như là đây nè, phím exit nè, bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy nè, nó hơi sọc sạch chút xíu. Đó, thì đây là một trong những cái hạn chế của những cái switch dạng thường, không phải là switch dạng box. Thì dĩ nhiên rồi, anh em mua những cái switch này về thì cũng phải chấp nhận cái vấn đề này thôi. Còn bây giờ thì xin mời anh em đi qua cái phần sound test. Rồi, và đó là cái phần sound test. Anh em thấy còn bằng phím này gõ nghe có hay hay không? Đối với mình thấy thì rõ ràng giống như ban đầu mình có chia sẻ cho anh em thì nó cũng hơi vang một chút xíu. Rõ ràng có thể fix lại một cách rất là dễ dàng bằng cách là lót lại cái foam bottom ha. Hoặc là anh em chịu chơi nữa thì lót luôn cả cái foam mid. Nhưng mà lưu ý giùm mình nha, tháo ra thì cẩn thận chút xíu. Nếu anh em lót foam bottom hoặc là lót foam mid á thì chắc là sẽ tỷ lệ cao mất bảo hành đấy. Còn bây giờ thì đã kết thúc video đánh giá về con Aco 3087 V2 phiên bản Ocean Star này của mình rồi. Anh em trong cái thời gian sắp tới sang mùa Tết, nếu như mà là bạn Thủy có lựa chọn bàn phím này hay không? À quên, chưa tiết lộ giá cho anh em. Con này đang bán GVN giá khoảng 1.3 triệu thôi, cũng khá là thơm ha. Còn bây giờ thì cảm ơn anh em đã xem video đến tận giờ phút này. Nếu mà có chọn mua thì để lại comment phía bên dưới chúng ta cùng bàn luận nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha. Peace.